Mình đang sinh sống và học tập tại thành phố Hồ Chí Minh, một thành phố lớn nhất Việt Nam với nhiều trung tâm thương mại, các văn phòng cùng nhiều công trình mang dấu ấn quốc gia, trong đó có Landmark 81. Dự kiến trong tương lai, thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở thành một siêu đô thị. Bằng chứng cho thấy, hiện nay có rất nhiều công trình nổi tiếng đang được các tổng thầu lớn trong nước cạnh tranh nhau để triển khai và dần đưa vào hoạt động. Nếu xét riêng trong lĩnh vực xây dựng bê tông cốt thép toàn khối, công tác thể hiện được năng lực cạnh tranh về chất lượng, tiến độ, tính an toàn của các nhà thầu có lẽ là công tác cấp pha. Trên thực tế, ở Việt Nam hiện nay đã có rất nhiều loại cấp pha khác nhau đã và đang đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau mà các nhà thầu thi công ở Việt Nam vẫn lựa chọn và tin dùng cấp pha ván của phim. Như vậy, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về công nghệ thi công cấp pha này ở Việt Nam nhé. Công nghệ thi công cấp pha này được cấu tạo khá đơn giản, bao gồm tấm cấp pha ván của phim, hệ hai lớp đà đỡ và cục chống bên dưới. Thường là cục chống đơn, pinlock hoặc là dấu niêm, hoạt động theo nguyên tắc từng lớp đan xen ghép đỡ lên nhau. Bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu về cách thức tháo dỡ loại cấp pha này nhé. Công tác tháo dỡ loại cấp pha ván của phim này thường được thực hiện theo kinh nghiệm mà không có một chỉ dẫn nào cụ thể. Đầu tiên, công nhân thao tác hạ kích, sau đó rút từng hệ đà đỡ, như thế nguy cơ sập hệ đà đỡ và tấm cấp pha đè lên người công nhân rất cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn lao động. Hơn nữa, công nhân thi công tháo dỡ luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn lao động do phải làm việc trên cao, nguy cơ người rơi và vật rơi. Ngoài ra, trong điều kiện nắng nóng oi bức, càng dễ dàng dẫn đến những sai sót về kỹ thuật gây ảnh hưởng lớn cho các nhà thầu thi công. Trước tình hình đó, nhu cầu về cải tiến giải pháp công nghệ thi công cấp pha ván của phim ở Việt Nam là rất cần thiết. Nhìn nhận lại, bản thân là sinh viên đang học chuyên ngành kỹ thuật xây dựng, mang trên vai trọng trách kiến thiết đất nước trong tương lai, được may mắn tiếp cận với nhiều kiến thức trên ghế nhà trường về kỹ thuật thi công, sức bền vật liệu và cơ học kết cấu để làm nền tảng khoa học. Ý tưởng về giải pháp nhỏ cải tiến công nghệ cấp pha mà vẫn giữ nguyên những thứ có sẵn trên công trường đã hình thành từ rất lâu, bằng khả năng tự học và mày mò sáng tạo, qua nhiều lần chỉnh sửa và lắng nghe các ý kiến khác nhau từ thầy cô, bạn bè, em đã biến ý tưởng của mình thành hiện thực và hiện nay em đang trên con đường đi chứng minh cho mọi người về công trình nghiên cứu khoa học có tính ứng dụng cao này. Biết đâu em sẽ là người thay đổi công nghệ thi công cấp pha ván của phim này ở Việt Nam trong tương lai. Cảm ơn đã tin tưởng và lựa chọn.